chủ quy danh và sự thật, mọi người tranh giành miếng đất bằng mưu kế và kiến thức, những kẻ thức thời là tranh tương kỳ chi chờ thăng quan và tiến chức. Hát mặt lực đạo tao vẫn cô độc, chấp nhận đi giữa vào lằn ranh, im lặng là lực bất thần băng, một khi đã đi thì không được lùi, phải đẩy tiến độ ngày càng nhanh. Quyết tâm chế tạo bậc đàn anh, vượt giao những từ qua cầu nút bán thì ác phân tranh trong xã đoàn. Bao năm chờ đợi những cơ duy nhất trước khi hồ sơ ghi ngã vàng, tất cả anh nhìn đủ về phía cái ngai vàng vua vẫn đang ngồi, và những cái tưởng mình là tự sang.